có đồ cho mình ăn. Đường gì đưa đúng cái đó à? Chờ chờ. Vậy chứ con bot này đưa cho mình là cái 8x, 9x gì đó phải ngon lành cái nào. Đường gì mới đưa cái nào. Ủa chúng mình thay thay một cái băng đạn gì như thì bệnh hết nửa tiếng đồng hồ luôn. Oh man, đây cái đít này. Ở sao cái đít này không đánh đâu được, xàm xí vậy, không đánh được cũng nằm để đấy. Bắt cái gì tiếng sách xe đi vậy, nó đi thì đi luôn đi, quay lại chi vậy, chết hay sao? Hồi ra con mồm không bắn hương nữa. Đợi thì mình khổ mà. Ăn cái đâu mà bắn cái này cũng đâu đó. Kiếm cái giáp đầy cái giáp cái này đỡ khổ mình. Nhưng chứ con mồm bắn hương luôn. Sao cái thằng nó ăn ở bên này qua quá.
nó nghe thấy tiếng súng ấy, nó quay lại nó dừng lại luôn. Vậy là mình chơi luôn, ngang không dễ. Không có 8x thì không, cũng có cái 2x của bắp. Vừa mới khóc lóc số phận nó khổ khăn khó khăn chứ bây giờ có đúng không? Người ta lấy cái này em muốn lấy cái này chơm chơm quá cơ chơm thế không nhỉ. Uống bình nước vào thì là lên năng người mà nó bắn mình gần chết nữa mà bót gì. Mấy con boss nó bắn mình, nó bắn chút xíu máu à. Mấy anh chàng đẹp trai quay tự mấy anh bắn người chết luôn, không có gì. Con này nó chưa nuốt này. Ơi đạn này, có trời đạn luôn, ơi ơ, nhảy chưa. Hãy vứt luôn. Tôi vừa xả đạn lãng phí đấy. Rồi, đạn lại đúng rồi. Giờ kiếm cái dạng thanh. Không có dạng thanh chỉ có mà ăn cháo. Khó lắm. Có một phải có dạng thanh mới ngon. Boss nó bắn mình đi lấy múa mình đập nó chết được. Sao không có cái áo nào nhỏ? Mày áo không biết rồi. Nó có hai nữa. Có sợi cái lăng này. Kiếm cái giáp nào, không có cái giáp nào hết, thôi lấy xe đi thôi. Đi chạy tới khu này đi ha. Bo này nó sẽ xếp vô đồi núi này đấy. Căng. Mà lòng căng căng căng, sợ em đã người ta. Bo chứ, phải nhìn phải vào bo chứ. Đi đường này đi, né né cái bọn Pochinki này đây. Bắt chụp lòi mắt ra rồi, nguy hiểm lắm. Sao vậy? Rồi, anh biết đây, nãy giờ anh làm cái gì vậy? Bây giờ anh biết mấy giờ đây không? Anh đợi em biết bao nhiêu lâu rồi? Thôi đừng có xạo, em bật cái Discord này từ cả em like được hơn 1 tiếng 20 phút rồi. Mà anh kêu đợi em hả? Anh đợi em lâu rồi. Chạy chút em sắp hết trận rồi. Anh không tin em nữa đâu Bảo à. Em là một chim bơ lừa đảo. Đằng sau có địch kìa. Địch mạnh thích thì mình chơi luôn nè. Mình chơi luôn nè. Em lừa anh đang chờ. Em chơi nó luôn á.
Anh không tin em nữa. Em ok anh xong rồi em mắc mắc hút. Em đang làm clip mà. À đây, dân chơi đi rồi, dân chơi đi rồi. Bỏ ra là dưới dòng đàn. Sao quá, em chơi game 1 tiếng 20 phút rồi đó. Chơi có một mình mấy. Ở đây rủ Vân Gấu nó kêu nó đi chơi rồi. Em lại một mình. Em nghĩ sao vậy? Vân Gấu là một người con gái. Cú có gan. Thế rủ là rủ đi là đi đúng không? Đâu phải đâu. Muốn rủ chơi là chơi à? Đâu phải. Đâu phải. Vậy gì? Chỉ có hai người đàn ông thì chơi là chơi à? Ừ. Chơi. Chơi nó đi. Chơi. Chơi. Con heo này. Rồi mém đến bom nổ chết tươi luôn. Đâu rồi ta? Sao đầu ra đi cưng? Cưng trốn này. Chưa em đang nghe thằng này nó nút. À đây, thấy rồi. Chùi cái đầu ra để chạy bo đi. Xem nó chả nghe này. Chắc là bật iChat lên nhỉ. Hình như nó biết mình ở đây sao á. Uống miếng nước cái đó trong thời gian chờ đợi. Hồi nãy anh Viên, hồi nãy em được một cái top 1 mà không cần giết thằng top 2 luôn. Thì mình chém mời bò đúng không? Không, cái bò còn có chút xíu à. Mà nó vẫn sống, không biết nó trốn được nào. Để cái thằng này sao nó trốn kỹ nhỉ. Mày cho nó chết mời bò mình giờ đây này. Không chạy cho mày chết. Đừng nói nãy giờ là cái con boss này nha. Tôi đợi chờ nó đến mức độ hoặc là ăn không ngon ngủ không yên thì ra là con boss này nha. Úi má ơi, con boss thiệt. Ui nhà cháu có một xài tạm phải biết sao được. Trời ơi, mình chờ đợi mãi mới ra lại con boss. Lèo. Không tin được. Đây phải bó rồi, người rồi, ngon. Mũ ba luôn. Thì vời quá. Không sao, bo chỗ này. Không sợ. Máu còn đầy mà. Thua gì, ăn thua gì. Cứ phải gọi là nhặt đồ cái đã, tính sau. Em đang nói chuyện với ai vậy hả? Em đang bình luận một mình mà. Em bị cái kỹ thì lâu chưa? Ê, có vũ khí này. Được K98 chơi luôn. Đấy. Ủa, có cậu rồi. Này. Sao rồi, A rồi. Đang nghe cái chuyện mình vậy thôi á. A rồi đâu rồi, cái A rồi đâu rồi.
máu cái coi. Máu cái cả. Yeah, come on. Yeah, come on. Vứt đạn đi chứ, nhiều đạn quá. Đạn gì, quá. Có nghĩa nhiều thật mà. Nhiều thật mà. Đây là cái gì ta? Máu đi. Ok baby, có cái 98 này em biết đây. Có cái 98 này em biết rồi. Có chơi không? Em cho mượn này. Chơi mình đi. Bừng máu cái em chạy. Chơi một mình đi mọi. Hồi nãy anh tính rủ ai? Chơi cấp 1 xong rồi anh ra anh hú em đó. À anh chơi hồi nãy anh chơi một mình á hả? Anh chơi với thằng đó. À, anh chơi trên PC à? Đâu, chơi trên máy tính, chơi trên điện thoại. Sao em thấy cái nick của anh online? Có hả? Xạo quá, em không thấy nó online đó. Anh chơi có 1 trận 1 hả? Trận 1 tới 1 rồi nghỉ. Tới 1 luôn hả? Chính xác. Chứa nước tầm trọng à? Uống nước vô. Sao được top 1 nữa này, hồi nãy em được một cái top 1 đấy. Top 1 hay hay vãi nhờ ra. Thử không hay hay ngược hay không tưởng. Kiếm cái nơi nào đồi đồi núi núi cao cao đi ha. Anh xem em chơi cô bé được không? Anh có gì đâu mà xem. Xem đi, xem thử đi. Ôi, chị mẹ. Để xem em top 1 nó đẹp mắt tới chỗ nào. Nát luôn chứ đẹp gì. Hay người ta gọi này gọi là tư vấn hiểu không? Tư cùng bờ. Những cái đội mà đi đấu giải chuyên nghiệp họ đều có một cái huấn luyện viên ở đằng sau chúng thấy không? Nơi sau em tạo giải em sẽ cho anh làm huấn luyện viên hiểu không? Xe. Nhưng mình quyết định của mình chạy vào đây kiếm cái ấy coi. Kiếm cái áo. Hay quá, áo cấp 1, không có áo cấp 2. Đây có một chiếc xe. Mình sẽ từ từ lái xe đi sau. Em kiếm cái áo cấp 2 coi. Em phải đưa cây súng M4 lên trên cây. Lên trên súng nhất. Cái M4 của em nó có cái ấy nhỉ? Không phải, cầm đưa lên. Đấy hả? Mở thông tin của súng đó. Đúng không? Cầm nguyên cây súng nó đưa nó nằm. Ủa em vừa thấy cái nằm snip đâu vậy? Không snip trong này à? Slip cơ của anh. Đúng rồi. Đó, khi em lựa cái súng á. Nó chạy bộ đi ha, gần đây. Khi lựa auto em bắn á. Em khi em bắn lên em bắn cái đầu tiên. Khi em rút cái K98 này bắn người ta là bước 1. Ô, cực chín nè, ngay trước mặt luôn. Lại đầu có YouTube không? Sao mất có một điều? Ôi trời ơi ngon. Anh ấy bay như một vị thần.
Cứu mạng ơi, cứu cứu cứu. Cứu mạng đi, cứu. Cứu ơi, cứu ơi, cứu ơi, cứu tôi ơi. Không sao, may quá, bò tới đây rồi. Cố lên, như vậy anh ta bay như một vị thần, anh ta tìm đổi xe đấy. Chị phải hết hồn từng người chứ. Mới bớt đi. Nên thấy em bắn giết người trong một nốt nhạc chưa? Bo ở đây nè, căng vãi. Theo anh Viên thì bây giờ em lên trên núi hay là em ở dưới này nó sẽ an toàn hơn? Em lên trên núi em sẽ chết sớm. Thôi, em đang tính lên núi em nói thế. Anh hù nhau à? Bây giờ cứ hù em. Em phải đi mét 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 thôi. Đây đúng không? Lúc đây đúng không? Ờ. Sao anh kêu vào lên trên cao không? Hay mình làm không mà? Có nghĩa là nấp ở cái tảng đá nào á, cho phía trên núi nó không có thấy được em. À đúng. Như này hả? Để coi bò nó vô đâu rồi vô bò từ từ. Bò đây nè, ngay bên cạnh mình luôn nè. Coi chừng nó bắt, đúng rồi đúng rồi đó. Bởi vì hướng này không có ai. Nghe vậy anh thích anh chơi chứ có sao bằng liên quân được. Liên quân nhiều người xem lắm. Liên quân bằng like đêm chắc phải mấy trăm người xem. Mấy em này liên quân chán quá. Liên quân này chơi xui chết. Giờ làm cái gì đây? Bơm bình máu vào nhỉ? Máu đầy này. Bơm bình thuốc đi. Ui giời, còn có 4 người à? Lại top 1, thế này lại xuống sướng. Không có người rồi. Chắc nó, anh nghĩ nó không có lên núi đâu. Em thấy lại cái gà đó. Cái gà là chú gà chúng em. Cái gà là trước mặt đó. Đây hả? Em lại cho đó em nhìn thử. Nhìn hướng là đĩa hướng đó. Ờ cái gà đó. Chỉ đĩa hướng thôi. Đĩa thôi nó mới dám lên cao này. À khu nhà kia. Vậy là chắc chắn mà nó ở khu nhà đó rồi. Cái này nó bò lên trên núi à trời. Và núi vậy em lên ra phía sau kìa. Lên núi luôn. Lên luôn đi má. Má hảo lên má hảo. Té sắp mặt chưa. Vô kiếm chỗ đẹp lắm. Lấy cái gà trước mặt cái không? Cái gà trước mặt không? Đi không? À, cái gà trước mặt đó, đừng có để không. Em phải luôn là chủ động đó, đừng có để nó bị động nó bắn trước. Bên này là không có người rồi đó, và để còn nói ở bên này hết à, còn hai người nữa. Cứ nhìn được hai bên nha, trái phải nha. Thì để nó móc lên theo cái hướng em vừa đi lên á. Bắn cho sắp mặt. À đây 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 đây. Nhé. Nhé. Chín cái gạo phía trước mặt kìa. Nó phía trên kìa luôn. Đâu?
gốc cây thì gốc cây. Gốc cây là con ngoài của em coi chừng ngoài bo ấy nha. Nếu mà đi gà thì gốc cây này ở trong bo anh ơi. Nếu ở ngoài bo nó nghiêng. Còn một thằng địa được khiến giờ hướng giờ. Lừa đi. Lừa nó bằng cho bóp hả? Trên cao nó bảo là không bắn được. Em ở trong bo mà, nó chết chắc với em rồi. Có smoke không? Có. Có thì lừa nó ra giữa bo đi. Lừa thế nào? Chỗ ra giữa, ở dưới á. Cho nó nhìn dưới hướng đó. Chỗ ra bên phải đó. Rồi xe móc quá trời chọi đi. Rồi xa ra. Em đang nghe á, chẳng nghe đâu. Cứ cho nhiều ra, ngại cái gì. Nó tưởng em chạy bò á. Rồi xa ra. Em bị cái màn xanh rồi kìa. Anh ơi, em đang đứng ở sát bo mà. Nó trên đó rồi, nó trên đó rồi. Chín cái gà đó. Chín cái gà ra để bắn. Ôi nút hả mày? Ôi trời lại thơm. Đi coi. Nó làm nhìn cái smart đúng không? Đúng rồi, nó cứ nhắc nhau nhìn vào cái chỗ smart. Nó mê cái hướng đó. Quang bên quang bên phải, tao móc bên trái. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Chắc chắn luôn, nó lại nhìn smart. Nó cứ nói nhỏ cái mót smart kìa. Nó đang mè em chạy bo bên đó à? Không rồi. Chị đang mè đó, nó chạy vô đó. Chống cự là bụng bự đúng không?